Rồi đây là thêm kê chợ anh em ha. Hôm nay bỏ cái bài này ra. Bài này được 35 37 ngày gì á. Lên tiếp tụ cuối trùng. Bài cái lọ tụ cuối trùng. Gà ba mấy ngày tuổi mình chích khoảng 32 ngày trở lên là chích được rồi nha anh em. Cái này chích ba mấy ngày thì mình chích nửa C ha, còn gà lớn chích 1 C. Cái này chích dưới da cổ nha. Để hồi mình hướng dẫn. Này mấy em này mới chích xong bỏ ra nè. Cái chuồng tấu này là hồi 4 ngày trước á, là mình cạo cái lớp cũ ra, cái lớp tấu cũ ra. Xong mình xịt khử trùng. Thì khử trùng hết cái chuồng này luôn à. Xịt khử trùng xong rồi anh em mua cái vôi nông nghiệp á, về rải lên. Rồi để 4-5 ngày là bắt đầu sử dụng được rồi. Cho nó diệt khủng cho sạch sẽ hết là sử dụng rồi, bỏ trấu mới vô. Bỏ trấu mới vô anh em kỹ, anh em xịt khử trùng lại một lần nữa. Xịt khử trùng cái trấu này một lần nữa là bỏ vô sử dụng. Gà được 35 hay 37 ngày gì đó. Rồi mình bỏ vô đây rồi tới nó đúng 2 tháng. Mình chích cái vaccine Lasota chủng M á. Tại chủng M đó hai gà 2 tháng mới sử dụng được ha. Chích xong cái đó rồi là bỏ nó ra ngoài là được rồi. Mấy anh em làm cái công tác vệ sinh này cho nó kỹ nha, tại vì mình phải vệ sinh cái chuồng trại cho nó tốt thì nó mới đỡ bệnh được. Còn mấy anh em không có vệ sinh là bỏ vô, tại gà nó thay đổi môi trường này, nó từ ở trên lòng nó xuống dưới đất này, nó bệnh ghê lắm. Rồi song song với đó là mình thả nó vô là mấy ngày đầu của mình ngừa thuốc đường ruột cho nó, cho nó uống thuốc đường ruột 3 ngày thả im. Cái tụ huyết trùng này nó mạnh lắm nha anh em, vaccine này nè chích vô là con gà là nó tê luôn á. Con gà là chích vô một cái là nó sẽ rút lại rồi nó bỏ ăn cỡ 2 ngày luôn á. Nó ăn ít lại chứ không phải là bỏ ăn. Rồi sau đó là nó khỏe. Cho nên mấy anh em đừng có thấy chích vô mà nó rút mà mấy anh em tưởng nó bệnh ha. À, chích thuốc, chích cái vaccine tụ trùng này là gà phải cực kỳ khỏe mạnh nha. Khỏe mạnh là mình mới chích được, nó mới chịu nổi. Mày mới chích xong lành này hồi nửa tiếng sau rồi bắt đầu nó rút hình hết rồi. Khoảng 2 ngày nó mới tỉnh. Rồi vậy chào anh em ha. À để mình hướng dẫn cái chích dưới da cổ cho anh em. Nhiều anh em không có biết chích dưới da cổ là chích làm sao á. Con này lông nhiều quá khó. Này cái đây là cái da cổ này, mấy anh em níu cái da cổ lên chích dưới da, đừng có chích vô thịt nó nha. Níu da cổ lên chích dưới da là ok. Thuốc này không có chích bắp được đâu nha, chỉ có chích dưới da cổ thôi. Rồi chào anh em ha.